Câu của Ngọc Anh là em cảm thấy quá nản và những gì được học, chị nhất động lực với anh ơi. Chào Ngọc Anh, không biết em là nam hay nữ ha. Nếu mà có động lực, nếu mà em là nam ấy, thì nên kiếm bạn gái, em là nữ nên kiếm bạn trai, sau đó hai đứa đi ăn sang chảnh tí, xong rồi là nếu mà hết tiền á thì em sẽ có động lực để sau này đi làm, có tiền các gái đi ăn, dắt trai đi ăn. Dắt trai đi ăn, đúng Thôi rồi. không, trai dắt đi ăn rồi. Không, thì em cứ thử, em ở nhà với bố mẹ khoảng cỡ 1 tháng không có đi làm để tiền á. Em nghĩ tới cảnh mình ra trường mình ngồi thất nghiệp móc mỏ ngày này qua ngày nọ, bật máy lên chơi Dota, là bạn bè đi làm lương vài chục củ mà đi du lịch đồ, đi nước này nước nọ, chết ưng sống ảo, đi uống Starbucks đồ, mình không có tiền này nọ, thì nghĩ là thôi mình học mẹ đi có động lực vậy thôi. Nói chung là tiền mới là động lực quan trọng nhất. Rồi có đam mê thì người ta, cái đam mê là nó nghĩa là cái gì mình giỏi mới có đam mê được, không phải là đừng nghĩ là mình đam mê mình sẽ giỏi. Cái gì giỏi mới có đam mê được. Rồi, câu hỏi tiếp theo là của bạn Anh Tuấn. Em muốn sang nước ngoài làm thì có nên học bậc cao hơn ở nước ngoài như anh Hoàng không ạ? Thật ra thì không cần. Rất nhiều người ở Việt Nam học xong đi làm ở Việt Nam có khoảng 2-3 năm kinh nghiệm thì họ có thể apply vào những công ty nước ngoài. Cơ hội để làm việc ở các công ty nước ngoài thì thật ra nó không có thiếu. Em có thể lên những trang như là LinkedIn, Stack Overflow hay là những trang Job Startup, hay thậm chí có những công ty lớn qua tận Việt Nam để tuyển em luôn. Giống như anh đã từng có những cái offer ở những công ty lớn ở nước ngoài qua Việt Nam phỏng vấn, họ sponsor cái tiền đi lại cho anh, thuê khách sạn cho anh ở, ví dụ vậy. Thì nó có rất là nhiều cái cơ hội và không cần phải học cao học. Đúng rồi, anh học cao cho vui thôi. Cái việc học cao học thì nó more likely nhiều đến việc là mình thích, mình tìm hiểu nhiều kiến thức hơn, ví dụ vậy. Thật ra anh đi trải nghiệm thôi, gia đình có điều kiện. Với lại cũng phẩm phơ mà. Quan trọng là kinh nghiệm của em có như thế nào, em làm cái gì để chứng tỏ em với nhà tuyển dụng. Phải biết tiếng Anh này, phải biết tiếng Anh này nọ là nữa, tại vì phỏng vấn bằng tiếng Anh không mà. Thì thật ra không học cao học thì ráng học tiếng Anh cho tốt vào, không giao tiếp với khách hàng này nọ. Hồi xưa hồi mới đi làm anh hai thằng cũng ngối như nhau cả thôi, không có nhiều quen. Câu tiếp theo là của Quang Duy. Mình biết HTML, CSS, JS, JavaScript, WordPress, Magento và bây giờ học gì tiếp? Học cái gì cũng được. Học gì cũng được, làm web thôi mà. Thì bạn xin việc. Xin việc người ta tuyển cái gì? Học cái gì cũng được. Thì bây giờ mình đang làm web developer thì mình học cái gì liên quan tới web thôi. Bạn học web đúng không? Thì bạn xem các công ty họ tuyển những người làm đấy, họ cần những cái điều gì. Một phút quảng cáo là bạn có thể lên cái blog gì codeholicguy.com gì đó, đọc cái bài ngày mai nó học Ruby hay Node.js gì đó là biết là mình sẽ phải học cái gì thôi. Có thể hỏi là anh ơi, theo front end thì có học kỹ về Java không? Kiểu code Java web ấy ạ. Thì front end nói chung là nếu đã nhắm về front thì không cần học về Java, tại vì có thể back end có thể nhiều ngôn ngữ lắm. Tại vì cái kiểu code web bằng Java thì nó thật ra nó khá là cũ rồi, nó isomorphic app ngày xưa á, là JSP nhưng mà thật ra thì người ta maintain thôi. Thì cái job đó nó thật sự là nếu mà em làm đó thì em sẽ nhiều khi bị cái áp lực bởi cái việc làm của em nó không có mới, mà em sẽ phải làm lại những cái thứ nó quá là cũ. Thì nếu mà em đã định hướng theo là front end á thì em học HTML, CSS, JavaScript. Đó. Và nói chung là nên nắm một tí về back end thôi thì không có gì cũng được. Em hiểu back end là một cái thế mạnh của em nữa. Chứ đừng có đi tụi anh ấy thì thật ra full stack tức là làm front nhưng mà lo lo quay với anh chơi vẫn bình thường luôn. Chào Nguyễn An, rất tổng hợp sách lập trình hay web lập trình hay không? Thì thật ra em cứ lên blog đi, có dạo em đọc tháng ấy. Hiện tại thì blog có 200 mấy bài ấy đọc chứ không được cuốn sách, là cũng có dạo ký sự. Tại vì blog anh lo lo ngủ hay có mấy bài review sách ấy thì cứ phải đọc thôi. Sách lập trình thì không có đọc nhiều đâu, đọc những cuốn chất là được. Hồi trước anh đọc nhiều, dạo này anh đọc khoảng 1 tháng 1 cuốn thôi, nhưng mà đọc sách linh tinh. Đừng có đọc vì để lấy số. Đúng đọc rồi, để đúng hiểu chứ đừng đọc để lấy số. Đừng có kêu là đọc nhiều sách lập trình thì sẽ giỏi, không có đâu. Đọc không rồi phải áp dụng rồi phải hiểu nữa. Vũ, câu hỏi là sinh viên năm nhất nên chú ý những gì? Anh, em đang học cấp 3, muốn anh định hướng trước ạ. Không, em đọc đọc học tự nhiên, nhưng nếu không nổi em học ở trường nào ạ? Một trường tư mà ra trường tiếng Việt bằng không phải đánh giá bằng trường tư ấy anh. Thì thật ra có hai trường tư mà em ra đảm bảo là người ta không nhìn bằng trường tư đâu. Một đó là RMIT, hai là FPT. FPT trong ngành mình ấy thì là nó khá là có tiếng, tại vì lứa ra cũng nhiều. Và bằng FPT thì thật ra là nhiều khi có còn ngon hơn bằng trường công nữa. Còn ngoài hai trường đó ra trường tư thì anh cũng không rõ lắm. Nhưng mà tụi anh đã nói rồi, cái bằng thì nó chỉ là cái gọi là cái tấm vé để cho em vào. Để bắt đầu vào cuộc chơi thôi. Vào cuộc chơi thôi, còn vào phỏng vấn ấy thì trường tư, trường công gì học. Học bách khoa hoặc là tự nhiên, nhưng mà vô phỏng vấn mà trả lời không được thì cũng chết. Hoặc là em có học trường tư, trường Quỳ Bắc, nhưng mà em chưa là ta đã có kinh nghiệm thực tập 1-2 năm, ta có 2-3 cái app tích lên Google Store, ta có 2-3 cái web chẳng hạn. Hoặc là ta làm được cái nhận diện idol được 200.000 được xem trong một ngày chẳng hạn, scale rất là khủng. Lúc phỏng vấn nó sẽ tiện hơn. Còn cái bằng ấy thì có thì tốt hơn không có, nhưng mà đã có rồi thì sơ công thì không quan trọng mấy đâu. Nhưng mà có thì mới đi ra nước ngoài xin việc được. Anh thì Buôn Ma Thuột, đúng rồi, ta Buôn Ma Thuột nhé. Buôn Ma Thuột gốc hết.
Anh lo với con outside nhiều không? Con này cũng không rõ nữa. Con này đẹp chắc là onsite nha. Thật ra đẹp nào cũng có nhu cầu onsite, nếu mà em làm với khách hàng lớn mà người ta cần có người ngồi bên cạnh người ta thì onsite thì được. Có những cái công ty outsourcing lớn thì nó sẽ cần có những người đi onsite, ví dụ như FPT, công ty đi onsite rất là nhiều nè, Havenas nè, hay là KMS có onsite nhưng mà chắc cũng không nhiều đâu, không nhiều bằng hai công ty kia đâu. Tao thì cái đó nó phụ thuộc vào công ty nhiều hơn là phụ thuộc vào cái chuyên ngành của em. Rồi anh Hoàng có yêu chưa mà bạc cả đầu thế, do anh bị thằng Hoàng nó ăn cốt nhiều quá bị bạc đầu nhá. Thằng này nó không cốt gì, nó suốt ngày nó ngồi làm quản lý không mà, đúng không? Suốt ngày ngồi không, suốt ngày ngồi có Facebook. Có Facebook không à, đi chơi có đi lên công ty có cốt đâu. Ok là đúng rồi. Outsourcing là product là sinh viên mới ra trường, cho nên theo trường phái nào ạ? À? Thì chia sẻ chút là anh với thằng Hoàng thì từng là outsourcing cả. Anh là FSOC 6 tháng, Hoàng là FSOC cũng phải cỡ 5 rưỡi, 2 năm nha. Thì anh chia sẻ sơ về cái ưu điểm, nhược điểm của cái là làm outsourcing ấy thì nó có, nếu mà hên ấy thì nó sẽ vào được team có gọi là có quy trình rõ ràng. Hầu như FSOC thì quy trình nó khá là rõ, từ cái việc lấy requirement cho tới cái việc implement nó có requirement rõ hết rồi. Xong rồi viết xong đó là sẽ có tester, test code cho em, có người nhìn nó còn luôn. Audit cái process cho mình luôn. Thì nhưng mà nói chung là outsourcing rất là dễ cho người ngoài, không có phải sản phẩm của riêng mình nên là cố cho xong không dễ nó được à. Còn làm product thì có cái gì hơn thì anh Hoàng làm product thì anh Hoàng chia sẻ đi. Cái nào sẽ có cũng sẽ có những cái hay của nó, thì anh sẽ nói về cái việc làm product nó có cái hay gì. Thì làm product á, khi mà em làm product có nghĩa là em take cái ownership của em có được cái cảm giác sở hữu cái product đó, tại vì mọi cái chuyện mình quyết định đều ảnh hưởng tới cái product, mà cái product đó có thể là được 10 người sử dụng, 100 người sử dụng, 1.000 người sử dụng hay là 1 triệu người sử dụng, ví dụ như Facebook vậy. Thì mỗi cái quyết định của em đều ảnh hưởng tới người dùng của em. Vì thế mà khi mà em làm product á thì em phải suy nghĩ kỹ hơn, tại vì đó là khi mà em đã đưa ra một quyết định gì đó thì nó ảnh hưởng tới người khác, em phải suy nghĩ kỹ hơn. Suy nghĩ kỹ hơn thì khiến em phải tìm hiểu nhiều hơn, em phải biết nhiều thứ hơn đó. Và đôi khi là product mà trong các team nhỏ nhỏ mà start up ấy thì nó mình không phải có làm hết mọi thứ, không có rõ ràng, đôi khi requirement không có luôn á. Hoặc là gì thì mình phải nói chuyện với stakeholder, nói chuyện với bọn nó, và nói chung là ôm khá nhiều việc. Nếu mà outsource, nhưng nếu mà công việc không tát mà không nhiều ấy thì cũng nhẹ nhàng lắm, chỉ đưa module code thôi, code xong là được. Còn product thì nó sẽ bao nhiều khía cạnh hơn. Nên bước đi như thế nào để có thể đi bên Singapore phải anh? Thì câu này anh nghĩ là đừng nghĩ Singapore, kiếm hãy đặt tầm ở nước ngoài, đi Singapore nó gần thôi. Thì câu hỏi làm thế nào để làm người ở nước ngoài? Thì đầu tiên là học tiếng Anh cho vững, sau đó là xây dựng cái profile đẹp đẹp vào, có dự án trên cốt, trên kiến thức, trên này nọ. Thế tự mình đi tìm job thôi. Sau đó là làm quen mấy anh, mấy chị làm ở đây rồi nhờ họ refer cho, họ giới thiệu gì đó. Có một điều là nhiều bạn làm developer sợ gặp headhunter, nhưng mà thật ra không, không nên như vậy, tại vì headhunter là những người đưa đến những cái cơ hội làm việc ở nước ngoài cho em luôn á. Nên là đừng kêu là headhunter tào lao này nọ. Thì cũng có người tào lao, có người nói cứ spam mail tùm lum không biết gì hết. Đúng rồi, có người nhưng mà nên có tâm. Nên gọi là đừng có kiểu như là ai cũng bên no, làm quen với họ cũng là một ý tưởng để các em có thể có cơ hội để được làm việc ở nước ngoài.